Chương trình này được bảo trợ bởi nhà in SNT Graphic Design and Color Print tại Tây Úc, chuyên in ấn tất cả các loại sách báo, business card, thiệp cưới, nhãn hiệu, áo thun và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn qua số 08 9248 1286. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, tình trạng dịch bệnh tại New South Wales vẫn là mối lo của các chuyên gia và mặc dù cho đến nay chỉ có 2 ca nhiễm cộng đồng, thế nhưng điều quan trọng là bệnh nhân Zero vẫn chưa được nhận diện và nghiêm trọng hơn nữa là cả hai ca nhiễm cộng đồng mới này đều đã được xác nhận là nhiễm chủng biến thể kép tại Ấn Độ. Trước bối cảnh này, New Zealand đã tuyên bố tạm ngưng chương trình bóng bóng du lịch với New South Wales trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin lúc 1 giờ trưa nay, thứ 6 ngày 7 tháng 5 năm 2021. Tình hình tại dịch COVID-19 tại New South Wales, hai ca nhiễm cộng đồng và những hạn chế được áp dụng. Ngày hôm qua trong cuộc họp báo, thủ hiến Gladys Berejiklian đã loan báo là Sydney đã có thêm một ca nhiễm cộng đồng và bệnh nhân mới nhất là phối ngẫu của ca dương tính đầu tiên. Và tin mới nhất sáng hôm nay cho biết cả hai đã bị nhiễm dương tính với chủng biến thể kép của Ấn Độ, tức là B1.6.1.7. Nếu đây là một tiến trình từ A đến C, người trung gian B tức là bệnh nhân zero hiện vẫn còn là một bí mật vì các chuyên gia y tế chưa tìm được. Kết quả thử nghiệm cho thấy là người đàn ông đã nhiễm bệnh từ một người trở về Sydney từ Mỹ vào ngày 27 tháng 4, khi người này sống cách ly tại khách sạn Park Royal ở Darling Harbour. Tuy nhiên, ca nhiễm đầu tiên là người đàn ông thì lại không hề có tiếp xúc hoặc làm việc tại khách sạn cách ly, cho nên việc lây nhiễm đến người đàn ông này phải qua trung gian tức là bệnh nhân zero mà hiện nay Bộ Y tế New South Wales vẫn chưa nhận diện được. Như đã loan ngày hôm qua, các giới chuyên gia đồng ý đây là trường hợp đầy rủi ro vì trừ phi bệnh nhân zero này được tìm thấy, nếu không thì người này vẫn tiếp tục gây lây nhiễm trong cộng đồng vì không biết là mình bị bệnh. Cũng vì tình trạng cấp bách này mà trong cuộc họp báo hôm qua khi Thủ hiến Gladys Perry đã công bố tái lập những biện pháp kiểm soát, bà đang hỏi lời xin lỗi cư dân New South Wales là chính phủ bị bắt buộc phải làm việc này vì lý do an toàn của trên 8 triệu cư dân tiểu bang. Thủ hiến Perry cũng nói rằng nếu đây là trường hợp đã xảy ra tại Tây Úc hoặc Queensland thì hai chính phủ ấy có thể đã ban hành lệnh phong tỏa tại Perth hoặc Brisbane. Tuy nhiên New South Wales đã không làm như vậy và trong khi chờ đợi cuộc điều tra thì chính phủ cũng đã ban hành những biện pháp kiểm soát trong 3 ngày, bắt đầu từ 5 giờ chiều hôm qua, ngày 6 tháng 5 và kéo dài đến nửa đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Những biện pháp hạn chế này áp dụng cho toàn thể cư dân tại khu đô thị Sydney kể cả thành phố Wollongong ở phía nam khu vực Central Coast ở phía Bắc và Blue Mountain ở phía Tây. Điểm quan trọng đầu tiên là việc mang khẩu trang nay trở nên bắt buộc, không những khi chúng ta di chuyển bằng phương tiện công cộng, mà chúng ta còn cần phải mang khẩu trang khi đi mua sắm tại các siêu thị, cũng như khi thăm viếng các viện dưỡng lão và trung tâm. Trong khi đó, thì việc tụ họp trong nhà cũng đã bị giới hạn ở mức tối đa là 20 người, kể cả trẻ em. Điều này quan trọng vì thời gian áp dụng trùng hợp với ngày Mother's Day, Chủ nhật 9 tháng 5. Các cuộc thăm viếng viện dưỡng lão cũng bị hạn chế ở mức tối đa là hai người và phải mang khẩu trang. Những sinh hoạt tại các quán rượu nhà hàng thì thực khách phải ngồi tại chỗ khi ăn uống. Các buổi khiêu vũ không được phép diễn ra, trừ trường hợp khiêu vũ tại lễ cưới mà nhân số trên sàn nhảy không được quá 20 người. Chính phủ New South Wales ý thức được tầm quan trọng về mặt tình cảm của ngày Mother's Day nên khuyên cư dân tiếp tục sinh hoạt như đã dự định, nhưng với điều kiện là tuân thủ các luật lệ về cách ly trong tinh thần đề cao cảnh giác. Tình hình đại dịch COVID-19 tại New South Wales, phản ứng từ Queensland và New Zealand. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Queensland, bà Yvette loan báo rằng tất cả những ai đến từ New South Wales và đã có tới lui các địa điểm quan tâm đều phải sống cách ly 14 ngày tại khách sạn khi đến Queensland kể từ 1 giờ sáng ngày hôm nay thứ Sáu. Trong khi đó, thì y sĩ trưởng Janet Yang nói rằng Bà sẽ đề nghị đóng cửa biên giới với New South Wales nếu sự lây lan tiếp tục xảy ra mà không được kiểm soát. Ngoài ra, chính phủ Queensland cũng loan báo rằng tất cả các bệnh viện tại Queensland sẽ có một khu chủng ngừa vaccine Pfizer kể từ cuối tháng 5 này. Trong 24 tiếng đồng hồ qua, Queensland đã có 3 ca nhiễm dương tính, nhưng tất cả đều là những người từ nước ngoài trở về và đang sống cách ly tại khách sạn. Trong khi đó, thì tại New Zealand ngày hôm qua, Thủ tướng Jacinda Ardern đã loan báo tạm ngưng chương trình bong bóng du lịch với New South Wales trong khi các cuộc điều tra đang tiến hành với hai ca nhiễm cộng đồng mới tại Sydney. Việc ngưng chương trình bong bóng du lịch này đã có hiệu lực vào giữa đêm và sẽ kéo dài trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Cũng theo lời Thủ tướng Ardern, thì tất cả cư dân tại New South Wales đã đến New Zealand trong tuần trước sẽ được Bộ Y tế New Zealand tiếp xúc và nếu họ đã lui tới các địa điểm có quan tâm tại Sydney thì họ buộc phải sống cách ly và thử nghiệm. Nhắc lại là hai ca nhiễm dương tính tại Sydney có thể một cách gián tiếp là từ một người từ Mỹ trở về, đã sống cách ly tại khách sạn Park Royal ở Darling Harbour. Việc lây nhiễm qua trung gian này đã tạo nhiều khó khăn cho các chuyên viên y tế tại New South Wales, bởi lý do người trung gian ấy, tức là bệnh nhân Zero, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy được. Rủi ro lớn nhất là bệnh nhân Zero này không biết mình có bệnh, và có thể vẫn đang sinh hoạt một cách bình thường trong cộng đồng và tiếp tục gây lây nhiễm. Chủng ngừa vaccine AstraZeneca, 5 trường hợp máu đông mới tại Úc trong tuần qua. Giới chức thẩm quyền y tế liên bang ngày hôm qua đã xác nhận là tại Úc đã có thêm 5 ca máu đông mới đã xảy ra sau khi chủng ngừa với vaccine AstraZeneca. Như vậy là vào thời điểm này trên toàn quốc Úc Châu đã có tổng cộng 11 trường hợp máu đông xảy ra, sau khi đã có hơn 1 triệu 400 ngàn người được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca. Trong số những ca bị máu đông mới này, có một người đàn ông 66 tuổi tại Townview thuộc phía bắc Queensland đã bị máu đông ngay sau khi chích mũi đầu tiên vào ngày 30 tháng 3. Thông tin từ Bộ Y tế Queensland cho biết là sau khi được chủng ngừa vaccine, bệnh nhân đã bị đau bụng dữ dội nên đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vào thời điểm này, bệnh nhân bị máu đông này đang được điều trị tại khu khẩn cấp ICU ở bệnh viện Townsville và tình trạng được coi là ổn định. Cũng trong cuộc họp báo ngày hôm qua, giáo sư John Skerritt, chủ nhiệm cơ quan TGA, vẫn tiếp tục xác nhận là tình trạng máu đông rất hiếm và nhân số bị máu đông hiện nay tại Úc là tương đương với tỷ lệ tại các nước ngoài, chẳng hạn như tại Canada hoặc tại Anh Quốc và kể cả tại lục địa châu Âu. Cũng theo lời giáo sư John Skerritt, thì một số trong nhóm 11 bệnh nhân đã có những bệnh nền khác, trong số 5 ca máu đông mới được xác nhận bởi TGA gồm có 2 phụ nữ ở tuổi 51 và 64 và 3 người đàn ông ở tuổi 66, 70 và 74. Điều này có nghĩa là tất cả đều trên 50 tuổi. Cũng vì lý do này mà giáo sư John Skirrett cũng đã xác nhận rằng có thể trong tương lai thì trường hợp máu đông cũng sẽ tiếp tục xảy ra cho tập thể những người trên 50 tuổi. Nhắc lại là trước đây chính phủ Úc đã thay đổi chính sách và quyết định là cư dân Úc từ 16 đến 49 tuổi sẽ được chủng ngừa với vaccine Pfizer vì lý do tình trạng máu đông. Trong khi chính phủ và các chuyên gia lại xác quyết là vaccine AstraZeneca được an toàn và hữu hiệu cho tập thể cư dân trên 50 tuổi. Vì vậy mà việc sử dụng vaccine AstraZeneca vẫn được tiếp tục cho nhóm người trên 50 tuổi. Tây Úc không có ca nhiễm cộng đồng, nới lỏng biện pháp kiểm soát. Tây Úc đã trải qua 4 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng, bởi vậy chính phủ đã không còn bắt buộc cư dân phải mang khẩu trang. Trong khi đó, thì 111 người được coi là có tiếp xúc gần với một ca dương tính tại khách sạn cũng đã được thử nghiệm và tất cả đều có kết quả là âm tính. Tuy vậy, nhóm người này vẫn bị buộc phải sống cách ly 14 ngày tại nhà. Thủ hiến Mark Owen nói rằng, hiện nay Tây Úc không có dấu hiệu gì chứng tỏ là ca nhiễm dương tính mới nhất của hai người sinh sống trong một nhà đã gây lây lan ra cộng đồng. Hay nói khác hơn là bộ y tế Tây Úc đã chặn đứng được sự lây lan này. Đây là sự lây lan mới nhất mà chính phủ Tây Úc đã phải phong tỏa khu đô thị Perth và vùng Pioneer trong 3 ngày. Kế đến là tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Việt Nam có thêm 56 ca nhiễm cộng đồng mới trong 24 tiếng đồng hồ. Bộ y tế Việt Nam cho biết tính đến 6 giờ tối hôm qua, Việt Nam đã có tổng cộng 56 ca nhiễm mới trong cộng đồng nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng kể từ khi bùng phát đợt dịch lần này vào ngày 27 tháng 4 đến nay lên mức 120 người. Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, đã có 52 ca nhiễm ở 15 tỉnh thành là do lây lan từ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương ở Hà Nội. Trong số này, Bắc Ninh nhiều nhất với 11 bệnh nhân, kế đó là Hà Nội với 9 bệnh nhân. Ở các tỉnh thành khác, hiện Yên Bái đã ghi nhận 1 bệnh nhân, Vĩnh Phúc 5 bệnh nhân, Thái Bình 5 Sơn La 1, Quảng Ninh 1, Phú Thọ 4 bệnh nhân. Nam Định ghi nhận 1 bệnh nhân, Bắc Giang 1, Hải Dương 7, Hải Phòng 2, Hòa Bình 1, Hưng Yên 2 và Lạng Sơn 1 bệnh nhân. Con số này có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới khi các tỉnh thành đang tìm kiếm người từng đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương này kể từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Tức trong 21 ngày vừa qua đến khi bệnh viện này phải cách ly y tế từ chiều ngày 5 tháng 5. Trong khi đó thì vào sáng hôm nay, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm một ca dương tính mới ở Thanh Hóa. Đây là F1 của chuyên gia Trung Quốc, nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng cả nước lên 121 trong 10 ngày qua. Cuối cùng là tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ, nhân số nhiễm bệnh và tử vong tại Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục mới. Số ca nhiễm COVID-19 và tử vong mới ở Ấn Độ lại tiếp tục tăng lên ở mức cao chưa từng thấy khi dịch bệnh đang lan từ thành phố vào vùng nông thôn. Dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày hôm qua cho thấy đã có thêm 412.262 ca nhiễm và thêm 3.980 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ. Và cả hai con số này đều ở mức kỷ lục kể từ đầu mùa dịch đến nay. Như vậy là tính đến thời điểm này, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 21 triệu ca nhiễm với 230.168 ca tử vong. Một nhóm nhà khoa học tại Viện Khoa học Ấn Độ dự đoán nếu khuyên hướng này tiếp tục, Tổng số ca tử vong sẽ tăng gấp đôi vào đầu tuần sau. Cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Ấn Độ trong thời gian qua chủ yếu tập trung ở thủ đô New Delhi và các thành phố lớn, nhưng ở các vùng nông thôn, vốn chiếm gần 70% dân số của nước này thì hệ thống chăm sóc y tế công đang gặp thách thức nhiều hơn. Dù làn sóng COVID-19 thứ hai vẫn chưa kiểm soát được, thế nhưng cố vấn y tế hàng đầu của Ấn Độ đã cảnh báo là cơn địa chấn tiếp theo là không thể tránh khỏi. Các nước láng giềng của Ấn Độ như Nepal, Bangladesh, Sri Lanka đều lo sợ thảm họa Ấn Độ sẽ lan sang bất cứ lúc nào. Các nước này hiện đã áp dụng nhiều biện pháp đóng cửa biên giới với Ấn Độ để phòng ngừa. Ngoài ra thì tình hình lây lan dịch bệnh Covid-19 cũng đang diễn biến phức tạp ở Đông Nam Á. Thái Lan hôm qua ghi nhận thêm 1911 ca nhiễm và 18 ca Covid-19 tử vong trong 24 giờ qua. Còn tại Campuchia Bộ Y tế hôm qua thông báo ghi nhận thêm 4 ca tử vong và 650 ca nhiễm mới. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.